Xin chào các bạn và các anh chị, hôm nay thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ các bạn, các anh chị thêm một món nữa. Mình làm dưa cải ngâm đường nha, củ cải ngâm đường. Thì mà để làm cái món củ cải ngâm đường ngày hôm nay, trước hết ở đây là mình sử dụng khoảng là 3 kg củ cải, 3 kg củ cải trắng ha. Và mình sử dụng ở đây là 100g muối, đường. Ngoài muối ra thì mình sử dụng và thêm đường và bột ngọt nha. Thì trước hết thì mình mua củ cải về á, thì mình củ cải còn dơ thì mình sẽ đem đi rửa cho sạch sạch nha. Rửa củ cải này cho nó sạch rồi mình sẽ cắt ra, mình ngâm muối. Củ cải này sau khi mình rửa xong rồi á, mình rửa cho nó sạch. Nếu mà thấy mình đen, cái cấu phần này nó đen quá thì mình có thể là mình bỏ chút xíu ha, mình bào sơ ra mình bỏ. Ngoài ra thì củ cải này các bạn, các anh chị không nên mà mình bỏ cái vỏ nha. Cái vỏ nó rất là giòn, nếu mà bỏ ra thì nó bị mềm. Bây giờ thì mình sẽ chia ra mình cắt nha. Thì cũng tùy theo các bạn thích ngắn thì mình cắt tới cái đoạn củ cải này nó ngắn, nếu mà thích nó dài á thì mình chỉ cắt nó dài ra. Đây thì các bạn, các anh chị và mình có thể là mình cắt cái củ cải tùy theo với cái thích ha. Mỏng dày gì cũng được luôn nha. Mình thì mình cắt thì mình cắt theo cái làm như làm 8 vậy nè. Vậy thì hồi nó héo lại, khi mình phơi nắng nó héo lại hết trơn à. Các bạn cắt mỏng lên cũng được, mà mình cắt dày cũng được luôn nha. Rồi thì mình có thể là nếu mà cắt dày thì mình phơi hơi lâu, còn nếu cắt mỏng thì mình phơi nó nhanh lắm. Mình chọn cái củ cải nhỏ nha, nó nhỏ thì cái củ cải này nó chắc thịt hơn. Còn nếu mà chọn củ cải to thì nó sẽ dễ bị bọng. Ở đây thì cái củ cải này nó không được ngon, hôm nay mình có mấy củ nó không được ngon á. Rồi sau khi mình xắt xong như thế này, mình xắt như thế thì mình luộc cái củ cải nó đều đều á, mình xắt nó thì nó sẽ ra cái hình nó đều đều nhau ha. Bây giờ mình sẽ cho cái phần muối vào, cái phần muối, và có thể là mình cho khoảng là nước thì ở đây mình sẽ cho khoảng là 300ml nước, tại vì hồi mình ngâm cái củ cải này với muối thì nó sẽ ra nước nữa nha. Bây giờ thì mình sẽ cho muối vào. Mình cho muối vào thì các anh chị á, mình cho muối vào mình đừng có sắp đều lên, tại vì hồi muối nó từ từ nó tan ra thì nó sẽ thấm cái phần cải bên trong bên trên á, nó thấm từ từ xuống. Ở đây khoảng là chừng tầm 1 tiếng mà mình cái muối nó tan ra nó chảy xuống thì tầm khoảng 1-2 tiếng thì mình đảo đều nha, tại vì cái phần dưới nó thấm muối á thì mình sẽ đảo lên trên. Còn đây thì mình sẽ không có sóc nhiều ha, mình cho muối nó thấm từ ở lên trên xuống. Rồi các anh chị, sau khi mình để cái phần mình ngâm muối này nè, mình ngâm khoảng từ 6-8 tiếng nha. Hoặc là anh chị nào mình có thể là mình để qua đêm luôn cũng được. Mình để qua đêm rồi sáng mình vớt ra là mình phơi nắng. Như thế thì cái củ cải nó thấm muối á, nó không có bị hư và nó được trắng nữa. Bây giờ thì mình sẽ để ngâm muối nè. Thì mà khoảng độ tầm 2 tiếng mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Lúc đó thì muối đã tan và củ cải nó từ từ nó xịp xuống. Và lúc đó thì cái nước nó ra rồi, mình sẽ dùng một cái vật gì nó nặng nặng ở trên đây để mình đè xuống cho củ cải á. Cái phần củ cải nó thấm nước muối đều luôn, tại vì cái phần nước muối này mình cho ít á, cho nên nó thì mà mình nó thấm ở dưới nhiều hơn là thấm bên trên, cho thì mình sẽ dằn cái củ cải xuống để cho nó thấm đều ở bên trên luôn. Cái phần này sau rồi 2 tiếng là mình nó tan muối ra là mình trộn lên nha. Các bạn thấy là bây giờ nó siêu lại ha. Trộn lên cho nó đều và mình để cho nó tiếp tục nó thấm nước muối luôn nha. Và mình sẽ lấy một tấm thớt á, mình dằn lên để cho nó thấm đều cái nước muối nè. Lấy cái gì mà vật gì mình nặng nặng á, mình dằn lên. Phần củ cải này sau khi mình ngâm được qua đêm rồi nè, giờ mình sẽ lấy ra ha, nó đã thấm đều hết rồi. Như thế này đều, bây giờ mình sẽ vớt ra một trong một cái gỗ để cho ráo nước nha.
Đó thì mình sẽ cho vào trong một cái túi vải hoặc là túi lưới á, để mình dằn cái phần nước này. Hoặc là các bạn anh chị nào mà chúng ta người nào mạnh tay á, mình có thể mình dắt cho nó mau khô nha, nó mau ráo nước á. Còn mình ở đây thì mình sẽ dằn cái phần nước muối, cái phần củ cải này cho nó ráo nước nè, cho nó héo thôi, héo lại cho nó ra cái nước muối á. Mình dằn ở đây khoảng là 1 tiếng nha. Nếu làm nhiều thì mình sẽ dằn lâu hơn, còn như mình làm ít thì mình dằn nhiêu đó. Một nặng cái tấm thớt này luôn. Ngoài tấm thớt thì mình sẽ dằn lên cái phần dằn ra nước nè. Dằn nào đi lấy một vật từ từ nếm nha. Xẹp xuống từ từ nè, cho nó ra nước nè, các bạn thấy nó ra nước quá trời luôn ha. Rồi cái phần củ cải này á, sau khi mình phơi như thế này là mình phơi được một nắng nè. Mọi anh chị nào mà thích cái củ cải phơi nó héo hơn chút nữa thì mình phơi 2 nắng nha. Mình phơi ở đây nó héo, nó dọp lại không còn bao nhiêu hết trơn á. Rồi sau đó thì mình sẽ cho đường vào, tùy theo cái độ mặn mà mình cho đường khác nhau. Ở đây thì mình làm cái phần củ cải này nó không có mặn, nó lợi lợi á, nên mình sẽ cho ở đây từ 80 đến 100 gram đường. Thì mình cho như thế này vô, mình ướp cái phần củ cải này nè. Rồi mình muốn ăn cái phần nước tương hay là cái phần nước mắm gì á thì mình sẽ cho vào sau nha. Sau khi thấm đường rồi mình sẽ nấu những cái nước tương và nước đường đó mình cho vào trong cái củ cải này. Còn bây giờ thì mình sẽ ướp đường trước như thế này, mình để nó được nó rất là lâu. Lâu ơi là lâu luôn á. Khi nào mình muốn ăn á, mình cho vào cái nước mắm như mình nói ban đầu á, mình khoai nước mắm nửa chén nước tương thì mình sẽ cho một nếu ăn mặn á, cái phần củ cải của mình mặn thì mình sẽ cho nửa chén nước, còn nếu mà muốn ăn lợt thì mình sẽ cho nửa chén nước tương, một chén nước ha. Rồi mình khuấy vô, ở trong đây nó có đường sẵn rồi, mình khỏi cho đường vào. Bây giờ thì mình sẽ cho đường vào nha. Đây mình nó teo lại chừng khoảng còn chừng 400 gram à, 400 gram á, 400 hay 500 gì á, thì mình nãy mình cân không chính xác, cũng tùy theo mình phơi nắng nó héo rồi, nó không héo nữa. Thì bây giờ thì mình sẽ cho trước là 100 gram đường vào trong đây. Rồi mình cho một ít cái phần này gừng và ớt á, thì mình cho vào trong tay thêm để cho thơm. Nếu các bạn thích ăn tỏi thì mình cho tỏi vào. Tại ở đây thì mình dùng cho đồ chay luôn á thì mình không cho tỏi, còn nếu các bạn nào dùng cho đồ mặn không á mình cho tỏi vào nha. Cho tỏi vào cho nó thơm. Thì mình cho đường như thế này là mình đừng trộn nhiều thì ngồi lớp bên trên nó không có đường, lớp bên dưới nó đường nhiều. Ở đây thì khoảng 2 tiếng mình đảo lần nha, cho đường nó tan. Mình đang sử dụng đường cát nhuyễn nè, mình để cho từ từ đây, rồi mình để cho khoảng là tầm chừng một ngày một đêm á thì đường nó tan từ từ bớt. Đây mình sẽ ướp đường đây, khoảng qua đêm qua ngày hôm sau rồi mình sẽ quay lại cho các bạn xem là cái đường của mình á, cải này nó thấm như thế nào nha. Rồi cái phần của cải này sau khi mình ngâm đường á thì cái phần đường này nó tan ra rồi, thì ở đây mình để vô một đêm rồi nè, một đêm rồi các bạn á, mình có thể là mình để cho nó khoảng là một ngày một đêm cho nó để ở ngoài thao hay ngoài tô gì nè, cho nó thấm đều cái nước đường hết luôn á. Rồi mình hãy đem mình cho vào trong cái hũ, mà mình đổ vào trong cái hũ á, mình đổ cả nước đường luôn nha, để mình giữ lâu. Khi nào mình ăn như mình nói lúc ban đầu á, mình ăn nước tương hay nước mắm gì á thì mình sẽ pha cái phần mình nấu sôi cái phần nước tương nước mắm mà mình cho vào, mình ngâm cái phần nước tương nước mắm trong khoảng qua đêm là nó thấm rồi, mình có thể là mình ăn được rồi đó. Tại vì nó chỉ cần nó đợi nó thấm nước tương hay phần nước mắm là được rồi. Rồi như thế là mình đã làm xong cái phần củ cải ngâm đường ngày hôm nay rồi đó các bạn các anh chị. Còn bây giờ thì mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn các anh chị trong những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.
giờ nó thấm đường nó rất là ngon, nó giòn ơi là giòn luôn nè. Cái này mình phơi nắng một nắng nè. Còn nếu anh chị nào mà muốn ăn tươi á, mình phơi chừng khoảng là mình thấy nó héo héo, mình tại mình cắt miếng có cái cọng bự đó, nó không đều nè. Nếu cái anh chị nào mà chúng ta muốn ăn mà không nó kiểu như nó hơi dốt dốt á, là như thế này là mình đem vô mình ngâm được rồi nè. Còn nếu muốn ăn héo nữa mình phải phơi hai ngày thì nó teo lại ơi là teo luôn, nó teo như thế này nè, cọng nhỏ mình nó teo vậy nè. Còn đây là mình phơi chỉ vô một nắng là nó teo lại như vậy. Rồi sau đó thì mình vô mình ướp đường và mình để rất là lâu nha. Mình để ở đây thì thường mình hay làm nhiều lắm để mình để ngăn mát tủ lạnh á, mình ăn dần.